Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Channel. Vừa qua thì Yuta đã bắt đầu cuộc chiến với Sukuna ngay sau khi anh trở lại từ nhiệm vụ ám sát Kenjaku. Phải nói rằng có thêm sự giúp đỡ của Yuta thì tình thế của nhóm Yuji ngay lập tức đảo chiều, khi mà trước đó thì Sukuna cũng đã củ hành toàn bộ các thành viên tham gia chiến đấu, bao gồm Yuji, Higuruma, Choso, Kusakabe và Ino. Thế nhưng khi có thêm Yuta cùng với nữ vương Rika thì Nguyên Vương ngay lập tức bị áp đảo lại ngay. Tuy nhiên, có một chi tiết cực kỳ đáng chú ý, đó là Yuta đã tự trách khi không kịp thời quay về để hội quân cùng với nhóm Yuji và đã bỏ lỡ qua thời điểm vàng để có thể dứt điểm Sukuna, từ đó khiến cho lực lượng bị tổn thất nặng nề và cũng bỏ qua cơ hội để có thể cứu được Megumi. Mặc dù là rất đáng tiếc, thế nhưng có lẽ là Yuta cũng không cần phải mất thời gian quá nhiều để nghĩ về chuyện đó, bởi lẽ thứ mà anh cần hướng đến đó chính là tập trung và đánh bại Nguyên Vương để cứu Megumi. Nhưng cũng phải công nhận rằng Sukuna thực sự rất tốt số khi mà hắn hết lần này tới lần khác thoát khỏi cửa tử. Dù cho đó có là năng lực của Sukuna hay bằng sự may mắn thì cũng phải công nhận rằng Nguyên Vương có lẽ là kẻ có số lần xém chết nhiều nhất bộ truyện này đấy. Vậy thì Sukuna đã tổng cộng có bao nhiêu lần xém chết? Hãy cùng mình điểm lại những thời điểm vàng đã hạ Nguyên Vương nhưng đã bị bỏ lỡ nhé. Yuji khi nuốt lấy ngón tay của Sukuna. Nếu như các bạn hỏi mình rằng đâu là thời điểm tốt nhất để có thể tiêu diệt được Sukuna, thì câu trả lời của mình đó chính là khi Yuji vừa nuốt ngón tay đầu tiên của Sukuna. Vậy thì tại sao đó là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt Nguyên Vương thì hãy cùng mình lý giải nhé. Quay trở lại với lần đầu tiên Sukuna được hít thở không khí ô nhiễm của thế kỷ 21 sau 1000 năm bị phong ấn, thì hắn đã thực sự khiến cho chúng ta phải ấn tượng trước sức mạnh của kẻ phản diện mạnh nhất lịch sử chú thuật này. Chỉ với một cái phất tay của Nguyên Vương thôi cũng đủ để khiến cho Nguyên Hồn đàn hành Megumi và Yuji phải bay màu rồi. Thế nhưng điều ấn tượng hơn đó chính là ngay sau khi cho Nguyên Hồn kia thăng thiên thì hắn tuyên bố rằng bản thân sẽ khuấy đảo thế giới và phụ nữ và trẻ em đều sẽ nằm trong tầm ngắm của tên phản diện này. Hắn muốn tất cả phải la hét trong sự sợ hãi trước sức mạnh của hắn. Đây rõ ràng là một tư tưởng cực đoan, biến thái súc vật hentai của một tên quỷ dữ. Tuy nhiên, rất may mắn là Yuji đã dùng lý trí mạnh mẽ của mình để kiềm hãm con quái vật này lại. Mặc dù là mạnh mẽ, thế nhưng Sukuna cũng phải chịu thua trước Yuji. Nhưng sau đó, sự xuất hiện của Gojo đã khiến cho mọi chuyện trở nên náo nhiệt hơn. Thầy yêu cầu Yuji đổi chỗ với Sukuna 10 giây rồi quay lại. Quả nhiên, Yuji và Sukuna có thể đổi chỗ với nhau và sau 10 giây thì Yuji đã trở lại. Vì lúc này, Nguyên Vương chỉ mới có một ngón tay, thế nên Gojo đã dễ dàng ao trình và rõ ràng là ở thời điểm này, nếu như muốn tiêu diệt Sukuna đối với ông thầy Nhi Nhố thì sẽ dễ như trở bàn tay đúng không nào? Nhìn cách mà Gojo chơi đùa với Sukuna như con thì có thể hiểu. Ở thời điểm đó, ông thầy Nhi Nhố chỉ cần búng tay thôi là vua Nguyên Hồn lập tức mất đi một ngón tay và điều đó đồng nghĩa với việc Yuji cũng sẽ được chuyển sinh. Vậy thì thành ra Nguyên Vương chỉ mất một ngón tay và vật chủ, còn bộ truyện thì mất luôn nhân vật chính. Nhưng nói vậy thôi, chúng ta cũng biết rằng sở dĩ Gojo muốn giữ Yuji lại là vì anh là vật chủ hoàn hảo của Sukuna, khi mà có thể áp chế được linh hồn của hắn bên trong cơ thể của anh, một điều cực kỳ hiếm gặp mà có thể là hơn 1000 năm mới xuất hiện một lần. Thế nên Gojo mới quyết định giữ Yuji lại và biến anh thành chú thuật sư. Và rõ ràng là mắt nhìn người của Gojo là không sai, khi mà Yuji là một chú thuật sư với tiềm năng rất lớn. Chứ còn nếu Yuji là một vật chủ bình thường thì đã bay màu cùng với Sukuna từ lâu rồi. Trận chiến của Gojo và Sukuna. Có thể nói rằng trận chiến giữa Gojo và Sukuna chính là trận chiến mang lại nhiều cảm xúc nhất cho fan của bộ truyện. Khi mà xét về độ hoành tráng và sự hấp dẫn thì ông thầy Dí Nhố cùng Nguyên Vương đã không hề khiến cho các fan phải thất vọng. Bởi lẽ đối với hai nhân vật mạnh nhất này thì có lẽ trận đại chiến tại Shinjuku này chính là trận chiến đáng nhớ nhất của cuộc đời của họ. Sukuna lần đầu tiên tìm thấy được đối thủ xứng tầm và hắn được công nhận sức mạnh. Trong khi đó thì Gojo cũng được bùng xả hết toàn bộ sức mạnh của bản thân cho đến giây phút cuối cùng. Và tưởng chừng như ông thầy Dí Nhố mới chính là người thắng cuộc, khi mà không ít lần Gojo khiến cho chúng ta bất ngờ khi áp đảo được Sukuna. Vậy thì trong trận chiến này có những thời điểm vàng nào mà Gojo đã không thể kết liễu được Sukuna? Nhìn lại trận chiến thì mình tin chắc rằng các bạn cũng nhận ra đó là Sukuna mới chính là kẻ kiểm soát được trận đấu này tốt hơn Gojo. Ông thầy Dí Nhố mặc dù tạo được nhiều sự ấn tượng hơn, thế nhưng nếu xét về sự điềm tĩnh và sắc sảo thì Sukuna trên cơ Gojo một bậc. Mở màn cho trận chiến này, Gojo đã tung ra một đòn tấn công hư thức tử 200% sức mạnh để phủ đầu và nó thực sự là rất hiệu quả khi mà nó khiến cho cơ thể của Nguyên Vương phải tổn thương khá nhiều. Vậy nhưng với khả năng của hắn thì bấy nhiêu cũng chả thấm thía vào đâu. Nên là sau đó, dù cho liên tục áp đảo khi đấu cận chiến, nhưng Gojo lại chưa có một lần nào thực sự có thể khiến cho Sukuna bị khuất phục.
Cao trào chỉ đến khi cả thầy Gojo và Sukuna đều quyết định bước vào trận đấu lãnh địa với nhau. Và ở đây chúng ta mới thấy được sự bá đạo của vua Nguyền Hồn. Hắn thắng hết trong tất cả các trận đấu lãnh địa, thậm chí là còn cắt qua cổ của thầy Gojo. Tuy nhiên thì Sukuna vẫn không thể hạ được ông thầy dí nhố này. Thậm chí là Nguyền Vương còn phải học hỏi Gojo cách để phản chuyển thuật thức, hồi phục thuật thức của bản thân để có thể dùng đến lãnh địa nhiều lần liên tiếp. Và đây cũng chính là một con dao hai lưỡi, khi mà sau đó nó đã khiến cho phản chuyển thuật thức của Sukuna bị gián đoạn đầu ra, từ đó khiến cho việc phục hồi cơ thể trở nên kém hiệu quả hơn rất nhiều. Nhưng điều đáng chú ý hơn đó chính là Sukuna đã thua cuộc trong trận đấu lãnh địa cuối cùng, để rồi bị vô lượng không xứ tác động khiến hắn bất động. Đây chính là thời điểm vàng để có thể dứt điểm được Nguyền Vương. Vì một khi hắn đã bất động thì mọi việc với Gojo đều trở nên cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, mà đúng hơn đó là Sukuna tính. Bởi lẽ hắn đã kịp thời triệu hồi Mahoraga để bảo vệ bản thân trong khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi vô lượng không xứ này. Và khi cái thời điểm vàng đó đã trôi qua thì thật khó mà ông thầy dí nhố có thể có được cơ hội thứ hai để làm được điều đó. Và đúng thật như vậy, khi mà sau khi Sukuna lấy lại được ý thức thì Gojo gần như không có được thêm một cơ hội nào tốt hơn để kết liễu Sukuna nữa. Ngay cả khi khoảnh khắc cuối trận đấu đó, khi Nguyền Vương bị trọng thương vì cú ôm bom của Gojo thì đó cũng không phải là cơ hội vàng để tiêu diệt hắn. Bởi lẽ phải nhớ rằng nếu lúc đó ông thầy dí nhố không bị đánh bại đi nữa thì Nguyền Vương vẫn còn con bài tẩy là trở về hình dạng nguyên thủy để hồi phục. Vì thế mà rõ ràng là Gojo nếu không bị chia đôi khối lượng thì ông thầy cũng không có cơ hội để tiêu diệt được Sukuna như khi hắn vừa thua trận đấu lãnh địa. Vậy nên mới nói một khi đã bỏ lỡ cơ hội thì sẽ khó mà có được lần hai. Thiên thần xém tách được Sukuna ra khỏi Megumi. Nếu như trong trận chiến giữa Gojo và Sukuna, ông thầy dí nhố đã bỏ lỡ một cơ hội vàng để tiêu diệt Nguyền Vương, thì trước đó Thiên thần cũng đã để lỡ mất cơ hội tách Sukuna và Megumi ra khỏi nhau bên trong lãnh địa của Tử Diệt Hồi Du đấy. Cụ thể, thời điểm vàng để làm được điều đó chính là ngay sau khi Boy lạnh lùng bị Nguyền Vương cướp mất cơ thể. Phải nói rằng là Sukuna đúng là quá gian xảo, khi mà giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, hắn vẫn có thể lật ngược được thế cờ nhờ Mỹ Nam kế. Bởi lẽ vì mới chuyển sang một cơ thể mới của vật chủ, thế nên hắn ta vẫn chưa làm chủ hoàn toàn được Megumi. Nhận ra điều đó thì thiên thần Hana đã ngay lập tức giáng một đòn cực mạnh vào Sukuna với hy vọng có thể tách hắn ra khỏi cơ thể của Boy lạnh lùng. Và thực sự là đòn tấn công nấc thang trì cóp của cô nàng đã khiến cho Nguyền Vương phải có một phen khốn đốn. Sau khi ánh sáng từ đòn tấn công đó đâm thẳng vào cơ thể của Megumi thì chúng ta có thể thấy rằng linh hồn của Sukuna đã bị ảnh hưởng nặng nề và tưởng chừng như hắn đã bị tách riêng ra khỏi cơ thể của Boy lạnh lùng. Cũng vì thế mà Hana mới vội vàng lao đến ôm lấy Megumi vì tưởng rằng crush của cô đã quay trở lại. Thế nhưng đó lại là mỹ nam kế của Nguyền Vương khi hắn khai thác tình cảm của Hana. Trong khi đó thì thiên thần đã nhận ra quá trễ và không kịp ngăn Hana lại. Hậu quả là họ không thể dứt điểm được đọa thiên, mà thiên thần còn bị trọng thương khi mất một cánh tay. Điều này đã khiến cho thiên thần không thể tiếp tục chiến đấu và khiến cho lực lượng của nhóm Yuji mất đi một thành viên với sức mạnh thuộc thức khắc chế được Sukuna. Mặc dù rất đáng tiếc, thế nhưng sau đó thiên thần vẫn giải cứu cho Gojo và tham gia vào trận chiến với vai trò quân sư. Cô là người đã phát hiện và đề xuất đưa Takaba đi đấu với Kenjaku, nhờ đó mà giúp cả hội thành công tiêu diệt được gã phản diện này. Có lẽ là nếu như không bị thương thì trận đấu của nhóm Yuji với Sukuna sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, khi mà thiên thần cũng là một chiến binh cừ khôi đúng không nào? Higuruma xém giết được Sukuna. Trở lại với những sự kiện gần đây hơn, thì trong trận giao chiến của nhóm Yuji với Sukuna trước khi Yuta đến chiến trường thì cả Higuruma và Yuji cũng đã có cho mình những thời điểm vàng để có thể hạ được Sukuna. Thế nhưng thật đáng tiếc khi mà những cơ hội cứ lần lượt trôi qua trong sự tiếc nuối của khán giả cũng như các nhân vật trong bộ truyện. Trong trận chiến tay đôi với Sukuna thì luật sư Higuruma đã có một khoảnh khắc suýt tí nữa thì đã tiêu diệt được Nguyền Vương bằng sử hình nhân kiếm. Cụ thể thì tại cháp 247, sau khi bị Sukuna dùng giải chém đứt một cánh tay thì hắn đã lơ là cảnh giác và bị đòn xuyên huyết tấn công lén. Thế nhưng thì các bạn cũng biết đó, đòn tấn công đó chẳng thấm thía vào đâu, thậm chí là Nguyền Vương còn chẳng thèm quan tâm đến, vì với hắn đây chỉ là trò mèo mà thôi. Tuy nhiên, tận dụng thời cơ Sukuna vì đòn tấn công đó mà bị mất cảnh giác, thì luật sư Higuruma đã bất ngờ sử dụng phản chuyển thuật thức để hồi phục lại cánh tay vừa bị cắt đứt, rồi sau đó lao đến tấn công bằng một đòn đâm vào tay của vua Nguyền Hồn. Trong khoảnh khắc đó thì ai cũng nghĩ rằng Sukuna sẽ bị tiêu diệt sau đòn tấn công này, thế nhưng mọi thứ lại không diễn ra như những gì mà Higuruma mong muốn. Bởi lẽ hắn đã nhanh chóng tự cắt đứt
tày của chính mình và thoát chết trong gang tấc, không tận dụng được cơ hội đó vì luật sư đã phải trả giá khi mà Nguyên Vương tung ra đòn phản công bằng cách cho Higuruma cosplay lại Gojo. Yuji đã cố gắng lao đến để hỗ trợ, tuy nhiên mọi thứ đã quá trễ và Higuruma đã bị Nguyên Vương chia cơ thể làm hai. Vậy nhưng luật sư vẫn chưa đánh mất toàn bộ hy vọng khi mà ngay sau đó Higuruma đã ném thanh kiếm cho Yuji. Khi anh tiếp cận được Sukuna, nhân vật chính của chúng ta cũng nhanh chóng tóm lấy thời cơ này và bắt được thanh sử hình nhân kiếm để tấn công Nguyên Vương. Mọi thứ diễn ra quá là nhanh và lần này thì Nguyên Vương đã không kịp phản ứng. Vậy nhưng một lần nữa hắn ta lại thoát chết trong gang tấc khi mà thanh kiếm của Higuruma đã tan biến trước khi Yuji có thể gây được sát thương lên Sukuna, và như thế cơ hội thứ hai cũng đã bị bỏ lỡ và Sukuna thì đã đá văng Yuji đi, còn bồi thêm một đòn chạm kích vào mặt của anh. Hai cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ và thực sự lúc này là ta không biết liệu Nguyên Vương đang may mắn hay là con cưng của tác giả nữa. Dù ta tới trễ không kịp hỗ trợ cho Higuruma và Yuji, và như vậy thì các bạn cũng có thể thấy được rằng trong trận chiến mới nhất này thì nhóm Yuji đã ít nhất bỏ lỡ hai cơ hội cực kỳ thuận lợi để hạ được Sukuna. Vì thế mà khi Yuta đến chiến trường và phát hiện ra Nguyên Vương đã dần lấy lại phản chuyển thuộc thức thì anh mới tự trách mình tới trễ. Vì thế mà anh không kịp hỗ trợ cho Yuji và Higuruma trong thời điểm vàng để dứt điểm Sukuna và cứu Megumi. Tuy nhiên hiện tại thì Yuta đang mở ra một cơ hội khác cho nhóm Yuji lật kèo trước Vua Nguyên Hồn trước khi lãnh địa của hắn quay trở lại. Như các bạn đã biết, Sukuna đã rơi vào lãnh địa của Yuta và hắn đang gặp rất nhiều bất lợi trong lãnh địa này. Nguyên Vương phải vừa duy trì hư cát lung để chống đỡ đòn tức chúng, vừa phải chiến đấu với Yuta, mà không chỉ có vậy, còn một việc mà hắn phải lo thêm nữa, đó chính là Yuji cũng có mặt tại lãnh địa này. Thậm chí là nhân vật chính của chúng ta còn có khả năng tác động được vào linh hồn, và Nguyên Vương đang lo lắng rằng Yuji sẽ là người tách linh hồn của hắn ra khỏi cơ thể của bòi lạnh lùng. Đây có lẽ chính là một trong những cơ hội cuối cùng của nhóm Yuji có thể tận dụng để giải quyết Sukuna và giải cứu Megumi. Chúng ta vẫn chưa biết liệu rằng sau khi tách linh hồn của Nguyên Vương ra khỏi cơ thể của vật chủ thì điều gì sẽ xảy ra, liệu hắn có chết hay vẫn sẽ có thể tồn tại, hay liệu rằng khi còn là một linh hồn thì sức mạnh của Sukuna sẽ bị suy giảm. Mọi thứ vẫn còn đang rất mơ hồ. Thế nhưng mình tin rằng một khi đã cứu được bòi lạnh lùng thì nhóm Yuji sẽ không còn cách chiến thắng quá xa nữa đâu.